và Giang Hồng. Thay mặt ekip giàn dựng, xin trân trọng kính chào quý vị đại biểu, quý vị khách mời. Chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh đặc biệt mang tên Hội An Show. Thu Hương and Giang Hồng, on behalf of organizing board, would like to sincerely welcome all the delegates, distinguished guests and honored audiences who are watching live show on Quảng Nam TV, VTC9 and VTC Now, the special representation of theater art show, Hội An Show. Chúng tôi cũng gửi lời chào trân trọng và thân thiết đến bà con thành phố Hội An yêu dấu, một thành phố du lịch thân thiện, ấn tượng, một thành phố khi đến không muốn đi, khi đi lại ao ước muốn trở lại. We also would like to welcome all the local residents of our beloved Hội An, a friendly, unique tourism city, a destination where visitors would love to stay longer and always wish to return. Hội An Show là một chương trình sân khấu được trình diễn tại không gian Chùa Cầu, Sông Hoài và phố cổ. Phố là sân khấu là phố. Hội An Show, a representation of theater art show, is performed in the realistic scenery of Gold Temple, Hoài River and Ancient Town. We could say, town is theater and theater is town. Hội An Show là cơ hội để hội tụ tất cả những hoạt động thường nhật của phố hội được sắp đặt, được công bố, được phô diễn rất đời, chân thực, cả hoạt động đời sống, văn hóa như vốn thế, như Hội An đang có. Khác chăng là chỉ cần bước vào sâu diễn này là đã có Hội An, đã thấy Hội An, đã thấm Hội An, đã gặp Hội An suốt lịch sử hàng trăm năm như ta đang bước đi cùng thời gian. Hội An Show is a perfect integration of every daily move in Hội An. The culture and daily life of ancient town are arranged, announced and displayed lively, truly as always. The unique thing is right after you step into this space, you will feel like Hội An is here already. You can see Hội An, feel Hội An, go with Hội An through hundreds of years like the walk of time. Hội An Show sau đêm truyền hình trực tiếp này sẽ được tiếp tục lên lịch phục vụ du khách trong và ngoài nước. After tonight, Hội An Show will be available in next days to serve both local and foreign tourists. Hội An Show do Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Công ty Truyền thông Cát Trắng thực hiện. This program produced by the Voice of Vietnam, VOV, the People's Committee of Hội An, the Tourism Association of Quảng Nam Province, and Cát Trắng Media Company. Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn dàn dựng, nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Script writer and director general, literary Nguyễn Quang Vinh. Chỉ đạo nội dung, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương. Content steered by Associate Professor Dr. Nguyễn Thế Kỷ, Director General of the Voice of Vietnam, Chairman of the Central Council of Critical Literacy and Art Reasoning. Phối hợp thực hiện Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam. Production collaborators, Hội An Center of Culture, Sports and Radio and Television, and the Tourism Association of Quảng Nam Province. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế. We would like to warmly welcome the representatives of diplomatic agencies. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Yakabe Yoshinori, trưởng đại diện văn phòng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Warmly welcome Mr. Yakabe Yoshinori, Head of Japanese Consulate Office in Da Nang. Please give big applause. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, có sự hiện diện của ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quảng Nam.
Về phía thành phố Hội An, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Ánh, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đại biểu, lãnh đạo, cơ quan ban ngành, đoàn thể của thành phố Hội An. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình cũng tới tham dự và đưa tin cho chương trình nghệ thuật đặc biệt ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu diễn viên tham gia, nghệ sĩ nhân dân Minh Gái, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Yến, nghệ sĩ ưu tú bài tròi Nguyễn Đáng, nghệ sĩ ưu tú bài tròi Ngọc Huệ, nghệ sĩ Huy Thục, nghệ sĩ Phương Minh, nghệ sĩ My Lê, nghệ sĩ Huỳnh Ly, nghệ sĩ Nghinh Lộc, nghệ sĩ Lê Thành, nghệ sĩ Đình Đạt, ca sĩ Thúy Hà, giọng ca để đời, nghệ sĩ bài tròi Huyền Tân, nghệ sĩ múa và chuyển động hình thể, các nghệ sĩ nhân dân ưu tú của thành phố Hội An, du khách. We would like to warmly welcome the cast include People's Artist Minh Gái, People's Artist Quốc Trị, People's Artist Hoàng Yến, Meritorious Bài Tròi Artist Nguyễn Đáng, Meritorious Bài Tròi Artist Ngọc Huệ, Artist Huy Thục, Artist Phương Minh, Artist My Lê, Artist Huỳnh Ly, Artist Nghinh Lộc, Artist Lê Thành, Artist Đình Đạt, Singer with Golden Voice Thúy Hà, Bài Tròi Artist Huyền Tân, and Dancing and Body Moving Arts, Meritorious Artists, Hội An's local residents and visitors. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, kiêm trưởng ban tổ chức lên phát biểu khai mạc chương trình. And now we would like to warmly welcome upon the stage Mr. Nguyễn Văn Lanh, Vice Chairman of Hội An People's Committee, Head of Organizing Committee, to deliver his welcome speech. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân Hội An, sau những lần lỡ hẹn do điều kiện khách quan, đêm nay trong không gian rất đổi quen thuộc bên chùa cầu lung linh huyền ảo, soi bóng dòng sông Hoài thơ mộng, chương trình nghệ thuật thực cảnh Hội An Show chính thức trình diễn ra mắt đồng bào, đồng chí và bạn bè yêu mến Hội An ở khắp nơi. Trong hoàn cảnh có quá nhiều khó khăn trở ngại, chưa thể xây dựng được một Hội An Show hoàn mỹ như Hòa Mong. Nhưng hy vọng qua chương trình đêm nay, chúng ta sẽ được cảm nhận thêm về những giá trị quý báu từ chiều sâu, bề dày, di sản văn hóa của vùng đất con người Hội An và xứ Quảng trong mạch nguồn dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam đầy căng trường và nhân hậu, trung kiên và hiếu hòa. Cũng qua chương trình nghệ thuật thực cảnh Hội An Show đêm nay, chúng ta sẽ cảm nhận thêm những tình cảm trân quý mà đồng bào, đồng chí, anh em, bè bạn khắp nơi đã dành cho phố hội. Đặc biệt là tài năng, tâm huyết, sự dẻo dai và thấu hiểu sẻ chia của những con người đáng kính đã làm nên chương trình này. Từ biên kịch, đạo diễn, chỉ đạo, điều hành đến đội ngũ đông đảo văn nghệ sĩ các nơi đã về với Hội An trong suốt những tháng ngày đầy gian lao và vất vả vừa qua. Và cũng xin được tri ân bà con nhân dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp Hội An đã kề vai sát cánh, chung tay góp sức với từng nơi ăn, chốn ở, sắm sửa phương tiện, đạo cụ, đến trực tiếp cùng nhau tập luyện và đêm nay chính thức tham gia trình diễn trong chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, hỗ trợ tận tình của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An. Cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam, Công ty Truyền thông Cát Trắng, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, kênh truyền hình VTC9. Chương trình nghệ thuật thực cảnh Hội An Show đêm nay cũng mong muốn gửi đi một thông điệp. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách bằng niềm tin, hy vọng và quyết tâm để Hội An vẫn mãi là nơi hội tụ của sự bình an, cùng nhau góp sức cho một Quảng Nam vươn lên mạnh mẽ, giàu bản sắc, vì một Tổ quốc Việt Nam hòa bình và cường thịnh. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng toàn thể bà con nhân dân, du khách và bạn bè gần xa, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Lanh. Thank you very much, Mr. Nguyễn Văn Lanh, for your very meaningful opening remarks. Và sau đây, chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh đặc biệt
Hội An Show xin phép được bắt đầu. Ladies and gentlemen, the special representational theater art show, Hội An Show, will officially start. Nàng đừng ôm chặt cổ ta thế, khó thở, khó thở, đi chơi phố mà khó thở quá. Kìa, nàng nhìn kìa, đó là mô hình thương cảng Hội An xưa. Dạ, mô hình là gì hả Trang? Mô hình thương cảng Hội An xưa được dựng lên bằng tình cảm, bằng kỷ niệm, bằng niềm tự hào về một thời Hội An đã từng là trung tâm thương cảng của thế giới. Vậy hả Trang? Ôi, thích quá Trang ơi. Những cánh buồm đẹp quá Trang ơi. Đẹp quá Trang ơi. Kìa, Trang ơi, Trang có nghe thấy tiếng gì không? Lạ lắm. Mà hình như nó đang cửa quậy dưới chân Trang đó. Ôi, Trang nhìn kìa, nhìn kìa. Đúng rồi, trời ơi, thủy quái. Ôi, thiếp sợ lắm Trang ơi. Ơi, đừng sợ, đừng sợ. Đã có ta đây rồi, nàng đừng sợ. Thank you.
kìa. Rồi, ra đi, em. Rồi, con. Cháu đây giết cháu. Đây con. Đây, đây. Được rồi, để vào đây với con nè. À. Ngồi đây con, ngồi đây được á. Ừ. Welcome to Hoi An Town. Many people from many cultures are living in here. Yeah. Let's buy something. Come follow me. 안녕하세요. 안녕하세요. 고맙습니다. 미안해. 한국어 해줄 아세요? 어머니 나랑 청룡수대 하는 때 밖에서 시차하죠. 너네 잘해 한국만 잘한다. 한국 문화에 대해 더 알아낸 그런 게 있으세요? 노래 잘해 한국만 잘해. 아리랑 아리랑 아라리요 아리랑 고개로 마음을 간다 아리랑 아리랑 아라리요 아리랑 고개로 마음을 간다 아리랑
tình vẫn vương. Hội An tôi mãi yêu thương, đường xưa phố cũ hàng dương con người. Hội An quê mẹ tôi ơi, khúc dân ca cả một đời nâng niu. Hội An qua nếp phố rêu, Hội An ngọn lửa tình yêu ở tim mình. Ai người du khách dừng chân, nhớ chăng câu hát ngọt ngào ca dao. À, chúng phảng phất nhành tre, mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi. Bài chòi bài tới là bà mười lá, giang tay sơn xá là cái gà ông âm, trượt té xuống hầm là cái anh tư cân, nước già đằng trắng là cái kỳ bạch huệ, một cỏ hai kê, một cỏ hai kê là anh chàng kim gối, một cỏ hai kê là anh chàng kim gối. Chìm bảy nổi là cái chị sáu ghè, lập bán lập bè là cái anh ngủ dưng, lùm 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 sắp bị đi xi là cái anh gì nghèo, chẳng nghèo lại càng khổ, hay đuôi hay mổ là cái chú ba già, có ngành có nhà là cái anh tư tưởng, treo mùng phủ tướng là cái chị tam quan, đỏ đỏ đen đen, đỏ đỏ đen đen mới giữ hăng kia kìa. Con cô bác lắng lặng mà nghe, lắng lặng mà nghe là tôi hồ con bay, con gì nó ngắm đây. Trời mưa ướt lá đầu vàng, ướt anh chịu ướt nàng anh thương. Trời mưa ướt lá đầu ướt em chịu ướt người thương em sâu. Bao năm anh vuông sớm dây cầu, cao nhà em đã lớn anh bắt cầu. Cầu với cao nghĩa nặng tình vương, cầu với cao nghĩa nặng tình vương, anh về thắp giống gánh cầu hương, cầu hương sáng hùng. Ơi bạn mình ơi, ơi bạn mình ơi, là khi con tư giống là tư giống ra rồi, con tư giống ra rồi, tư giống ra rồi bạn con ơi. Tư giống ra rồi tôi đây mà hồ tiếp là hồ tiếp con bay, con gì đó ra đây. Hội An phố cổ thân thương, di sản văn hóa vang lừng năm châu. Hạ âm bộ thượng chùa cầu, lá hoa cảnh sắc muôn màu tươi xinh. Những tên gọi cũng thân tình, nào chùa bà mộ, nào đình, nào đình ông voi. Ơi bà mới 15 tuổi mà em lấy chồng, thằng nào mà dám nằm với em. Thế nhưng bây giờ thì khác
rồi sao? Bây giờ em 18-20, chứ bây giờ em 18-20, em nằm dưới đất anh cũng lâu. Cha rồi em ơi, cái bóng ở cạnh giường nó gãy một con có ba. Thế thì làm sao mà hai đứa mình nằm? Làm sao bây giờ anh? Thôi bây giờ anh tính thế này nha. Dạ. Anh xem thử được không nào? Bốn cạnh giường gãy một tròn ba. Bốn cạnh giường gãy một tròn ba. Chứ em về thưa với mẹ cha, có thương thằng rể thì sang ta. Nào, bây giờ nàng nhìn đi. Đó, đó là mô hình thương cảng Hội An xưa được tái hiện lại. Hãy nghe ta kể về Hội An thời xa, xưa lắm, dưới thời Vương quốc Chăm Pa, thế kỷ thứ 9, thứ 10, thương cảng Hội An phát triển, thu hút nhiều thương thuyền của các nước như Xiêm, Trung Quốc, Nhật Bản đến đây buôn bán và trao đổi vật phẩm. Nhiều thư tịch cổ ghi nhận đã có một thời gian khá dài, chiêm cảng Lâm Ấp Phố đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự hưng thịnh của kinh thành Trà Kiệu và khu du tích đền tháp Mỹ Sơn. Cũng chính nhờ môi trường sông nước thuận lợi cộng với nhiều yếu tố nội ngoại sinh khác, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, đô thị thương cảng Hội An lại được tái sinh và phát triển thịnh đạt. Do sức hấp dẫn của cảng này cùng với con đường tơ lụa, con đường gốm sứ trên biển đã hình thành từ trước, nên thương thuyền của các nước Trung, Nhật, Ấn Độ, Xiêm, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp tấp lập đến đây giao thương mậu dịch. Vậy Hà Trang? Dạ, xin chào quý ông, quý bà. Đó, nàng nhìn kìa, thuyền của các nước đến đây giao thương mậu dịch. Trong đó có lụa Quảng Nam. Lụa Quảng Nam? Ôi, lụa Quảng Nam đẹp quá chàng ơi. Em muốn có một tấm lụa. Trước khi Hội An trở thành thương cảng lớn thì những thương gia người Nhật Bản, và đặc biệt là những thương gia người Trung Quốc, đã tới Hội An lập nghiệp sinh sống, trở thành công dân nước Việt, nối nhau qua nhiều thế hệ. Nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ cha mẹ, anh em của bà con người Hoa ở Hội An luôn hướng về cố quốc.
青的草原，星星在闪亮，梦中妈妈的脸在为我挂牵，为我向苍天祈福祝愿，他在遥望xuống đây đi. Nặng quá hả? Ngày nào cũng gánh mà còn than nặng nữa. Rồi, mình ngồi đây nha. Sáng giờ mọi người bán được không? Hơi bị ế hả? Con còn hai rổ nữa nè. Thơm ha. Dạ. Trời ơi, rau làng mình thơm. Con chào các cô. Con chào các bác. Trời đất ơi, chế mới ra. Rau quê mình tươi ngon quá. Dạ. Cho con mớ này nha. Rau húng quê mình là thơm nhất á. Hết bao nhiêu tiền hả cô? Dạ. Dạ, cho con gửi. My Lê. Ê, My Lê. Trời. My đi mua. Thắm. Con Thắm hả? Tao Thắm nè. Trời đất ơi. Hả? Tao nghe nói là mày ở trên thành phố. Trời ơi, giàu lắm đúng không? Dạ. Đại gia đúng không? Dạ. My nói cái chi bậy bạ rước. Đại gia gì mà ngồi đây bán rau. Trời đất ơi, mà kỳ quá. Sao? Sao về mà không báo tao biết? Thì tao về tao lu bu quá, quên nói với mày biết. Xin lỗi nha. Ừ. Ê, hả? Nghe nói là My có chồng rồi đúng không? Rồi chồng đâu để đi chợ một mình vậy? Em. Ủa gì vậy? Đến giờ uống sữa rồi. Ủa, ổng làm cái gì vậy? Ừ thì... Sao? Ông xã tao đó. Quá trời ơi, ông già chát này là chồng mày. Cái con nhỏ này vô đi. Xin lỗi. Đi. Không ngọ hàng, đừng có gọi ông cháu, nó phức tạp. Cứ anh mà gọi. Dạ xin lỗi ông ạ. Đi đây. Trời ơi, nói thiệt đây là chồng mày hả?
Ôi, ông như ông ngoại tao luôn á. Cái con này. Nhưng mà coi bộ thấy cưng mày quá ha. Giờ này uống sữa, uống sữa. Cái con này. Thì nhìn anh cũng già thịt, nhớ đà cũng tội, cho nên thấy thương. Thôi, chúc mừng mày nha. Ừ, này, hả? Tao nghe nói là ở trên thành phố đó, mày có quen anh nào cơ mà. Rồi mày trốn về đây, mày bỏ anh hả? Im lặng, im lặng. Cái gì vậy con này? Ra đây, ra đây. Gì? Làm sao? Thì bây giờ mày nói trốn cũng được, hay là nói tao về làng công khai cũng đúng. Chứ ảnh có chịu theo tao về làng đâu. Cái con này, tình yêu mà như vậy hả? Mày mà như vậy á, là mày tệ lắm đó. Tệ lắm nha Thắm. Chứ tao có biết thôi, sao thôi, đâu. Thôi, thôi, nghe tao nói nè. Mày thương anh ấy lắm đúng không? Đó. Rồi mày nhớ anh ấy lắm đúng không? Đã vậy mà lại còn như vậy nữa hả? Thôi, 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 thôi. Lắc lắc nữa kìa, lắc nữa kìa. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, uống sữa, ăn sáng phải đúng giờ. Mà em đi đâu em phải nói với anh để anh đưa em đi. Đi một mình thế này à? Uống sữa đi em. Ôi, được rồi, lát để em ơi. Mẹ uống lẹ đi, chứ không thôi ổng lắc tới sáng đó. Thôi thôi thôi, vậy thì mày ở đây nha. Tao về, có gì tối tao gọi mày nha. Rồi đi về. Thôi, đi. Đi về đi mình. Dạ. Chào em. Dạ, ông về cẩn thận. Rồi 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 mà. Mình về đi em. Con về nha. Dạ. 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 Mua rồi ạ. Cảm ơn ạ. Anh về nhé. Dạ, ông anh về. Tao về nhé. Bye bye. Dạ. Mi Lê. Hả? Hạnh phúc nha. Ừ. Con về nha. Đang ở đâu hả Thắng?
anh về với em rồi nè. Về với em, với làng, với tình yêu của đôi mình. Em về làng, thả anh bơ vơ trong nỗi nhớ cô đơn vô cùng vô tận. Nỗi nhớ da diết hàng đêm mà chúng ta vùi đầu vào nhau, vùi môi vào nhau, trong tiếng hát, trong tiếng đàn, trong cái tình yêu đầu đời với nơi miền Tây sông nước quê anh. Giờ này em đang ở đâu hả Thấm? Không tìm nhau. Nhưng mà em về nhà. Sao em lại trốn anh? Em về nhà mà anh. Sao em lại trốn anh? Em về nhà mà anh. Trời ơi, ức quá nè. Em về làng, em không nói anh một lời luôn hả Thấm? Em về nhà mà anh. Em về nhà của em mà anh. Đường về nhà là...
là trong tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Tháng ba vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là trong tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Vẫn đôi sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Chào mấy cô. Thôi đừng có hối mà từ từ rồi cưới. Thôi không cưới sớm đâu, còn trẻ lắm. Chào mấy cô nè, đây đây nè. Xin giao về nhà nha. Đây, tầm cánh rau đi bán với tôi nữa chứ. Sao chàng cứ lui tới chùa cầu mãi vậy chàng? Yên nào. Nàng có nhìn thấy cô già du khách Nhật Bản kia không? Yên nào. Dạ, xin chào ngài. Vâng, xin chào ông. Chào bà. Chàng ơi, sao người ta gọi em bằng bà? Em không thích thế đâu. Em bắt đền chàng đấy. Tôi xin lỗi. Vậy thì chào ông, chào em. Dạ, xin chào ngài ạ. Dạ, mời ngài ạ. Dạ, mời ngài. Sao chàng cấu thiếp đau thế? Trời ơi, cứ nắm tay nhau chặt thế, ngứa mắt, khó chịu lắm. Kìa chàng ơi, người ta là khách mà. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mikido Idu, tôi đến từ Nhật Bản. Dạ. Tổ tiên tôi là những thương gia đã từng đến đây buôn bán và cư trú ở đây. Dạ, vâng. Bà đã góp phần xây dựng nên chùa cầu này đấy ạ. Thưa ngài, ta nhớ chiếc cầu ban đầu được khởi dựng bởi các thương nhân người Nhật Bản vào khoảng giữa thế kỷ 17, nên còn có tên gọi là cầu Nhật Bản. Theo truyền thuyết, công trình là vật trấn yểm con cù, là một loài thủy quái có đầu ở Ấn Độ, mình ở Việt Nam, đuôi ở Nhật Bản, nên mỗi lần con cù nô cửa quấy là gây ra lũ lụt động đất ở những nơi này. Vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Dạ, đúng vậy ngài. Tôi hằng mong ước được đến Việt Nam và đến thăm Hội An này, tìm lại dấu tích cũ của cha ông mình. Nghe kể về Hội An thì rất nhiều, nhưng hôm nay tôi mới được đến đây, mới được tận mắt nhìn thấy, mới được đặt lên, mới được chạm vào những bức tường rêu phong, những cái cột cũ bóng,
và những mái ngói đã sạm màu theo thời gian. Tôi hết sức xúc động, nhưng cũng hết sức ngạc nhiên là vì sao đã 400 năm qua mà đất nước của ông vẫn giữ nguyên vẹn chùa cầu lắm làm vậy. Kìa Chàng ơi, chàng nói gì đi chứ, người ta khen đấy. Vì sao đã 4 thế kỷ mà chùa cầu vẫn vẹn nguyên? Dạ thưa ngài, những gì thuộc về di sản của tổ tiên, của nhân dân, của đất mẹ thì muôn đời vẫn không thay đổi đó, thưa ngài. Thật cảm kích những điều ông vừa nói. Dạ. Cảm phục. Dạ, cảm ơn ngài. Ngoài đặt hàng nhiều, chị phải chịu khó làm muộn một chút cũng được chị nhé. Chào anh. Chào bà Việt Kiều. 40 năm rồi mà vẫn giận như thế ư? Càng giận thì càng nhớ lâu. Mà không phải 40 năm, mà là 40 năm cộng thêm 2 mùa trăng nữa đấy. Trời đất, vẫn nhớ, vẫn như thế. Kìa, trăng lên rồi kìa. Nhanh thế nhỉ. Trăng lên là đêm về, là xong một ngày, xong một ngày. Đêm về lại một mình. Từ ngày về Hội An sống, đã xin định cư ở đây rồi, vẫn sống một mình. Ta sống ở Hội An, đi lại trên sông Hoài, qua lại trong phố cổ. Cả đời một mình thì có sao đâu. Nhưng một mình xưa khác một mình nay rồi. Một mình nay ở Hội An không buồn đâu, đông lắm. Nườm nượp khách du lịch về đây. Ai muốn hết cô đơn thì về Hội An, ai muốn vui thì về Hội An, ai muốn trải nghiệm một phố, một ngõ, một dòng sông, một câu hò thì về Hội An. Hội An yên bình, đúng không? Hội An an lành, Hội An ngọt ngào đầm thắm, Hội An phố cổ rêu phong. Yến vẫn muốn sống lại thời tuổi trẻ của mình hay sao? Thời tuổi trẻ yêu thương, thời tuổi trẻ, thời con gái chưa xa, thời con gái ngây thơ. Em hát tình ca du anh, đêm rằm phố cổ trong mơ. Hoa cau vẫn rơi sau chùa. Thương anh, nói răng cho vừa, người ơi. Yến. Sao 40 năm trước không nắm chặt tay em thế này? Ngày ấy, tôi chỉ là một chàng trai trẻ, một thợ gốm nghèo. Còn Yến, Yến là con nhà một thương gia giàu có,
một tiểu thư khuê các, mỗi người một thân phận, làm sao tôi có thể nói được? Em vẫn chờ anh. Ngày đấy vẫn chờ anh nói một câu em sẽ ở lại. Sao? Để chúng ta được là chồng là vợ của nhau. Ngày đấy anh đã không ngăn cản em, và em xuất ngoại theo gia đình. Tại sao? Em nhớ làng quê, em nhớ Hội An, em nhớ kỷ niệm xưa nhiều lắm. Mình ơi, nhà có khách hả Mình? Phương, Phương còn nhớ ai đây không? Chị Phương à? Ôi chị Phương. Yến hả? Yến phải không? Sao chẳng khác gì cả vậy? Yến ngày càng xinh đẹp ra đấy. Yến, thế dạ, cuộc sống của Yến như thế nào? Này, anh và chị là chồng của chị. Chồng của chị đấy. Thế hả? Thế sau ngày em đi bao nhiêu năm thì anh chị? Một thời gian ngắn thôi. Anh ấy ngỏ lời với mình. Thế là mình đồng ý luôn. Em về đây với quê hương, thấy quê hương mình thay đổi nhiều quá anh ạ. Hội An xưa nhỏ bé là thế, mà nay đã trở thành khu du lịch sầm uất, đã có tên tuổi trên thế giới. Em được khôi phục lại rồi nè, rồi là nghề đúc đồng, nghề gốm phát triển mạnh mẽ lắm, làng mình bây giờ vui lắm. Dù anh giữa lòng phố hội nên thơ, thương hoa bưởi thơm sau hè, cho em vẫn mong anh về bên em. Em hát tình ca ru anh đêm rằm phố cổ trắng mơ,
hoa cau vẫn rơi sân chùa, thương anh nói răng cho vừa, người ơi. Làng dâu tầm Mã Châu đã dám hát câu này khi thấy thuyền của hoàng tử Nguyễn Phúc Lan đi qua. Tai nghe chúa ngự thuyền rồng, tiếp thương Phật thiếp má hồng nắng mưa. Thuyền rồng chúa ngự nơi đâu, tiếp thương Phật thiếp hái dâu một mình. Hát thế mà hoàng tử nghe, hoàng tử tìm đến ta, hoàng tử đắm say, hoàng tử bén duyên, ta thành quý phi. Ta thành quý phi để từ đó ta có tiếng nói, có vị thế, có sức mạnh bảo hộ, giúp sức đưa nghề trồng dâu nuôi tầm của làng Mã Châu và cả xứ Quảng trở nên thịnh vượng. Lùa là được mang đi bán khắp nơi trên thế giới, nổi tiếng một thời không ai có thể quên được. Dân gian yêu quý gọi ta là
bà chúa tầm ta. Nhưng hỡi ơi, suốt thời chúa nguyện trị vì, lụ là Quảng Nam giang danh thế giới, rồi khi ta mất đi, nghề lụa cứ thế suy tàn, đất đai trồng dâu nuôi tầm được thay bằng cây trồng khác, người làng lụa cũng dần bỏ nghề, mưu sinh bằng nhiều nghề khác. Tiếng xe cửa dịch giải thưa vắng dần, ruộng dâu thưa vắng dần, lụ là thưa vắng dần, chỉ còn lại câu hát buồn thôi, câu hát ngày xưa ta vẫn hát. May mắn làm sao cho đến hôm nay, nghề trồng dâu nuôi tầm của quê hương ta đã được trỗi dậy, sống lại, phát triển. Câu hát buồn ngày xưa đã đi vào thời quá vãng, chỉ còn lại bây giờ là niềm vui, là màu xanh của những ruộng dâu, là những lụa là được mang đi bán khắp nơi trên thế giới. Hãy về với làng của ta đi. Từ làng Mã Châu và rất nhiều làng nghề khác trải dọc trên dòng sông Thu Bồn ấy, để cảm, để nhận, để hạnh phúc với tiếng dệt lụa kéo tơ, tự hào với dòng lụa Quảng Nam đang nổi danh một thời, đang dần sống lại và trở nên hưng thịnh. Ở suối vàng, ta vui, ta vui, ta vui. Trên sông bóng trăng một mình hư hao, em hát cả đời ru anh, tim hồng máu đỏ xin dâng, yêu quên lá hoa lìa cành, yêu quên tóc bay theo mùa tràng. Thank you.
tình ca ru anh giữa lòng phố hội thân thương xa xa sóng xô cửa đời trên sông bóng trăng một mình